chương trình Chánh Trần Now Show. Hôm nay chúng tôi hân hạnh được mời cô Hana Nguyễn lên để nói về những cái problem, những cái sự cố trong liên quan đến cái máy cà thể tín dụng mà các bạn chủ tiệm nail đang sử dụng. Và chắc chắn là cô Hana Nguyễn sẽ mời một nhân vật mới để giống như là một customer service chuyên về cái lĩnh vực này lên để cùng giải đáp những thắc mắc của chúng ta. Xin mời cô Hana Nguyễn và một nhân vật mới gửi lên chào đến khán giả đang xem đài ạ. Hana xin kính chào quý khán giả và xin giới thiệu với quý khán giả là đây là Dung, bé làm customer service trên công ty của Hana. Dung nói tiếng Việt, Dung nói tiếng Mỹ và Dung phục vụ chủ yếu là những người khách Việt Nam. Vâng, yeah. Vậy thì chắc quý vị cũng biết, ai cũng biết cô Hana là chuyên về lắp đặt những cái cung cấp dịch vụ máy cà thể tín dụng và máy ATM và phục vụ service trọn gói luôn cho những cái tiệm nail salon hay những cái cơ sở thương mại. Và đây là bạn Dung là chuyên gia về customer service. Thì anh Chánh có vài phỏng vấn nhỏ, thì anh Chánh muốn hỏi Dung là đa số hiện nay khi những cái chủ tiệm nail salon gọi vào service thì họ thường đặt những câu hỏi nào và những cái trouble đừng xảy ra trong cái dịch vụ máy cà thể tín dụng trong cái tiệm nail là những cái trouble gì vậy Dung? Dạ, thì hàng ngày tụi em nhận được hàng trăm cuộc gọi từ các account, các merchant trên khắp các nước Mỹ. Thì đa số những câu hỏi thường về customer service giống như là về adjusting tip cuối ngày hoặc là những transaction trong ngày, đóng máy schedule pass cuối ngày hoặc là technical support. Ủa, theo anh được biết á, nhiều chủ tiệm nail cũng complain khi họ xài những cái dịch vụ máy cà thể tín dụng á, khi mà họ bị quên add tiền tip á là họ mất luôn. Nhưng mà tại sao bên công ty bên cô Hana lại có giúp được cái phần đó vậy? Là tại sao quá special vậy? Dạ thì đa số thì trong thị trường Mỹ thì chắc là ít, người Mỹ thì ít lắm, nhưng mà người Việt mình thì một tiệm thì cũng rất là nhiều thợ, rồi một ngày thì rất là nhiều cái transaction. Có nhiều cái lý do để mà bị quên tiền tip lắm. Thì công ty cũng tìm tòi mày mò để có những cái giải pháp cho quý khách. Thì những người khách nào mà của Hana mà quên tiền tip á thì chỉ trong next day, ngày hôm sau là giúp lấy lại được tiền tip rồi. Có nghĩa là khách đảm bảo, những chủ tiệm nail nào mà work với công ty của cô Hana với Dung á, là khi mà mình quên tiền tip mình cứ gọi công ty thì sẽ có người take care, là không có bị mất đồng nào luôn. Dạ, nhưng đúng. Mà theo mình được biết là khi mà mình giả sử mình đã add tiền tip thêm á, thì có nghĩa là mình sẽ thực hiện một cái transaction thứ hai về khách hàng complain thì như thế nào? Có nghĩa là hai transaction trong trong một ngày hay là như thế nào? À, dạ không sao, cái đó là cái kỹ thuật mình làm thôi. Còn số tiền, miễn sao số tiền mình không có charge thêm của khách là được rồi. Tổng cộng thì vẫn là cái số tiền mà khách đồng ý trả cho mình. Vậy anh Chánh muốn hỏi Dung thêm là ngoài vấn đề tiền tiếp á, thì những tiệm nail còn bị sự cố gì nữa không liên quan máy cà thể mà nhiều người đang bị hiện nay? Hiện nay thì ngoài cái về sự cố tip thì có những sự cố như là double charge trên account, là về technical support thì do những lỗi kỹ thuật như connection giữa cái máy và đường dây điện thoại hoặc đường dây internet. Ủa vậy thì nếu mà một cái máy có thể xài internet hoặc xài điện thoại, telephone line á, là có bị trở ngại gì không, hay là cái nó như nhau, cái giống như là cái sự cố nó có bị nhiều sự cố hơn không hay là như nhau hết? Nếu cho em suggestion thì về nếu mà máy cà thể thì nếu mà sử dụng qua đường dây internet thì nó sẽ stable và tốt hơn, chạy nhanh hơn cho cái máy cà thể. Không biết cô Hana có bổ sung gì thêm không? Dạ vâng, tiện đây Hana cũng muốn nhắn nhủ quý vị là có một số người cũng nói là cái máy tôi chậm quá, nhiều khi charge 5-10 phút gì mới ra một transaction. Thì quý vị đừng có ngần ngại mà gọi cho bên công ty của Hana để đưa cho quý vị những cái giải pháp mà quý vị không có phải vô contract hay là không có tốn tiền mua máy, không có một cái ràng buộc nào hết. Nếu mà một cái transaction mà nó mất đến 5-7 phút đó, thì đó là quá lâu. Cho nên là quý vị cứ phải gọi cho Hana, bên Hana có cái solution mà không ràng buộc, không có, quý vị không có trả đồng nào hết. Rất là nhiều người nói là sao tiệm em trả cái một cái transaction mà nó cứ
keep waiting mà nó tới 5 phút, 10 phút, 7 phút. Ồ, thì cái đó quá. Là dạ cái lòng. Đó không cái có đó nên là giữ. Do cái máy cũ hay là do cái dạ cũng có thể là do máy cũ, cũng có thể là do cái đường dây của mình nó cũ, hoặc là do cái phone line của mình order không có đúng tiêu chuẩn. Cho nên là quý vị cứ gọi Hana tới tiệm để coi cái vấn đề nó như thế nào. Cũng có một vài người cũng hỏi anh Chánh, nhờ muốn sẵn dịp hôm nay gặp Dung muốn hỏi giùm á, là trong một cái tiệm nail salon thế thì khi dùng dịch vụ máy cà thẻ mình nên là có hai line điện thoại hay một line điện thoại? Tại vì khi mà gắn hai line chắc chắn là chủ tiệm nail sẽ bị extra money. Thì theo cái chuyên môn của bên làm về dịch vụ khách hàng theo Dung thì nên xài một line điện thoại hay hai line điện thoại? Theo kinh nghiệm của em khi mà sửa máy với cho những người khách á, thì nếu mà họ có thể lắp được internet thì họ nên có một đường line internet hoặc là được đường line dây phone để backup. Nếu riêng gặp cho cái máy riêng cả dạ nên trong trường hợp là cái đường internet nó gặp và trouble thì họ có cái đường line phone để có thể tiếp tục sử dụng máy. Hồi nãy cô Hana giới thiệu là công ty cô là có nhiều cái benefit giống như là có dịch vụ khách hàng nói được tiếng Việt rồi, máy mới được sử dụng miễn phí rồi, không có hợp đồng. Thế thì về vấn đề giá cả thì sao, hay là còn những yếu tố khác theo cô nghĩ là nó quan trọng cho khi mà chủ tiệm nail muốn chọn một cái service đến công ty của cô? Dạ cảm ơn anh nhắc đến cái vấn đề giá. Giá là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng mà ai cũng phải quan tâm đến. Cái đó là cái điều tất nhiên thôi, tại mình làm ăn thì mình phải tính toán đến cái phần chi phí. Thì ở bên Hana là công ty mà wholesale đi trực tiếp với lại Visa Mastercard, những cái giá của bên Hana offer là giá wholesale, giá rất là tốt. Thì đa số những khách hàng nào mà họ đi rồi thì họ happy, và có những khách hàng họ đi đến 10 năm vẫn còn. Vậy là trong công ty của cô Hana với Dung á, là mình có một cái department là giống như là service toàn bộ là nhân viên là người Việt Nam. Thế thì mình phục vụ khoảng bao nhiêu tiệm nail salon trên toàn nước Mỹ vậy? Em có thể cho anh biết cái estimate number công ty của em không? Estimate thì nhiều không đếm được luôn nhiều, hả? Rất là nhiều. Hầu hết là công ty Merchant Service Group là 3 language. So support rất là nhiều language khác nhau. Nhưng mà account cho người Việt rất là nhiều. Thế thì theo anh được biết hiện nay trong một lĩnh vực về thanh toán máy cà thẻ đó, thì có những cái giống như những cái công cụ khác nữa, thí dụ những cái gì mới mà xài bằng điện thoại trả tiền, hay là những cái POS system mới đó, thì cô Hana có thể giới thiệu sơ sơ 1-2 phút để mọi người nắm rõ về cái này không? Dạ vâng, thì hiện tại bây giờ quý vị cũng chắc cũng không có lạ gì, có nhiều tiệm bây giờ những cái người chủ là những người mới giỏi về technology thì họ bắt đầu họ xài những cái công nghệ mới hơn, tân tiến hơn. Ví dụ như nó trong đó nó có phần quản lý về cái tính point cho khách hàng, coi cái độ cái đó là gọi là loyalty, hay là làm gift card bằng plastic, hoặc là quản lý nhân viên ngay trong cái máy đó luôn. Hoặc là có những cái máy mà nó wireless, tức là mình cầm tới tận ghế của khách để mình tính tiền luôn. Có rất là nhiều cái công nghệ thì nhờ anh Chánh là show hình lên cho quý vị biết. Rồi quý vị mà có nhu cầu hay cần tìm hiểu gì thêm thì cứ gọi cho Hana. Thì anh Chánh muốn hỏi Dung á, thì chắc Dung cũng biết là người một số người lớn tuổi hay là không có đành ngôn ngữ, hay là một số người có thể trẻ nhưng mà họ không thích technology thì họ ngại sử dụng những cái máy móc như vậy. Nhưng mà họ nhiều khi bạn bè rủ rê, hay là nhiều khi họ được cái người sale offer free hay gì thì họ xài. Thì khi xài thì họ giống như khi dùng những cái công cụ mới để thanh toán tiền, họ có bị gặp sự cố gì không? Họ có thường bị trouble gì không? Về máy móc thì khi nhận được máy thì họ đều bỡ ngỡ khi nhận được một cái máy mới. Nhưng mà có đội ngũ nhân viên Việt Nam thì họ gọi lên trực tiếp service gặp của công ty em, tụi em sẽ giúp tốt đỡ. Quá. Vâng. Quý vị cũng thấy văn phòng cô Hana Nguyễn là có một cái đội ngũ customer service nói tiếng Việt.
Và quý vị, nếu mà quý vị nào trong thời điểm này chắc là mình đang build tiệm, mua bán tiệm hay là mới mua tiệm mới, thì quý vị cần cái dịch vụ máy cài thẻ tín dụng, xin liên lạc văn phòng của cô Hana Nguyễn. Văn phòng rất gần khu Bosa ở góc Rút Hết và mặt Faden. Quý vị cứ gọi vào thì sẽ có nhân viên người Việt nói chuyện với quý vị. Và cảm ơn cô Hana và Dung đến với cái buổi talk show ngày hôm nay, và xin hẹn các quý vị vào những chương trình tiếp theo. Dạ, hai anh em là Tiffany Nguyễn, em là về mảng Customer Service Support Customer. Thì em ở đây là em nghe điện thoại từ anh chị chủ tiệm nail hoặc là chủ doanh nghiệp gọi đến có thắc mắc về cái dịch vụ mà cà thẻ đó, thì em sẽ nói về những thắc mắc đó của anh chị, trả lời những thắc mắc của anh chị. Công ty của em là công ty merchant service, có customer service là người Việt Nam. Dạ thì đúng rồi. Cái công việc hàng ngày của em thấy cái challenge, những cái khó khăn trong việc hàng ngày của em là công việc gì? Dạ, cái khó khăn đó là tại vì tụi em chỉ nói chuyện qua phone với lại khách đó anh. Cho nên nhiều khi nếu mà khách mà có hư máy đó thì tụi em hơi mất nhiều thời gian để chỉ cho khách sửa máy, tại vì không có ở tại cái location. Cho nên cũng hơi khó mà nói chuyện qua phone. Thì cái đó là một điều mà khó đối với tụi em. Đa số những câu hỏi của khách hàng gọi lên là chủ tiệm nail gọi lên là họ hỏi những câu hỏi gì vậy? Dạ, thường thì câu hỏi thì nhiều nhiều câu lắm, hỏi lắm anh, cũng không biết, nhưng mà những cái mà thường gặp nhất á là tip nè. Người ta không mới, nhưng mà những cái chủ tiệm nail người ta mới bắt đầu làm thôi á, thì người ta phải hỏi là người ta add tip như thế nào. Rồi có những người ta đã làm rồi nhưng mà tới cuối ngày thì ta phải add tip trước khi người ta đóng cái máy đó, mà người ta quên đi, thì người ta gọi tới để hỏi, để giúp đỡ, để add tiền tip cho họ.